Anh có lấy cái bảng nào cho tôi biết khu này khu đô thị không? Anh đi từ trong E-Cao ra, rồi anh chỉ cho tôi. E-Cao của phường E-Tam anh hiểu không? Tôi dạy lái xe là 450 câu hỏi, không nhìn phường mà nhìn bảng hiệu báo hiệu anh hiểu không? Người lái xe nhìn biển chứ không thể nhìn bằng đường bằng phường. Nhưng mà người ta cấm các cửa ngõ ra vào của thành phố anh hiểu không? Tôi đi từ ở bên Lắc tôi về đây có chỗ nào cấm nữa anh? Trước khi vào thành phố người ta đã có một cái cổng. Rồi, cổng chào không phải là biển đông dân cư. Nhưng mà biển đông dân cư là cấm cửa ngõ ra vào. Rồi anh đặt bảng, khi nào lên tòa ai xài người chịu. Rồi, được rồi. Okay. Anh có bình tĩnh, nếu mà chưa hiểu thì vào. Không, chào không, tôi nói thẳng anh lập biên bản. Cái phần mà người lỗi người phạm để tôi ghi nhá. Được rồi, kiến, anh đặt biên bản thôi đây. Khu vực đông dân cư báo hiệu trong một cái bảng là anh không có là một này. Đây là anh đang làm sai hoàn toàn luôn này. Còn anh kia anh bảo tôi cái cổng chào là báo hiệu thành phố nó không bao giờ có. Tôi dạy luật cho người ta là có biển đông dân cư hoặc là biển báo hiệu giảm nhẹ tốc độ. Còn đằng này anh biết từ trong cái Trong Lắc tôi đi xuyên qua đây không có một cái biển nào hết biểu tôi giảm tốc độ. Đúng rồi. Nhưng tôi không chạy xe để nhìn phường mà tôi chạy xe để nhìn biển. Anh xin lỗi tôi ra ngoài nha. Đúng rồi, anh yên tâm, bình tĩnh nha. Chúng tôi không em nói rồi, tôi biết anh bán tốc độ đây. Cái biển báo là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Cái này nó còn có cả trách nhiệm của đô thị thành phố nữa. Không có phải tiên gì sở giao thông. Nếu sở giao thông cấm không đúng thì mấy anh làm nó tập. Đó thôi, người dân với người không hiểu nó khác. Nhưng tôi đi dạy luật tôi hiểu mà. Rồi.